Tôi nhảy cho ông xem này, gọi là tôi múa cho ông vài đường nhảy quyền này, nhảy đi nhảy đi nhảy té đi nhảy tăng tăng MVP luôn. tăng Sky ơi, sao gì nhảy á? đi tăng tăng Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa. Và được rồi, ở cái video lần này là chúng ta sẽ tiếp tục là đấu danh ở trên cái map đảo quân sự. Lần này thì chúng ta vẫn sẽ nhảy xuống cái khu vực thung lũng như bình thường thôi em ạ. Ui, vừa nhảy xuống cái khu thung lũng này cá là chưa gì đã thấy được thanh niên rồi. À, bắt đầu có tiếng súng à? Có nổ súng lại à? Thanh niên kia ông cũng có mỏm của vậy à? Đừng tưởng là mỗi ông có nhá, tôi cũng có đấy. À, cắn trộm tôi à? Không được đâu sói à? Không được đâu sói à? Ui rồi ôi, những cái bước đi của ông ấy là tôi đã đọc vị hết trong đầu rồi. Ông chỉ cần nhảy ra cái là ông chết chắc với tôi luôn. Thôi mày im mãi à, mồm đi. Cái ông này ông đùa với ai? Đùa với tôi là ông sai. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tạm cái combo đấy là khẩu súng trường Scar kết hợp với cả tiểu liên UMP nhá. UMP cái tốc độ sấy đạn nó rất là nhanh em ạ, vì thế là mình khá là ưa sử dụng cái khẩu súng này. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là bởi vì cái độ chính xác nó không cao nên thì chẳng là hơi khó vào đầu em ạ. Đó, có vẻ như sơ qua quanh cái khu này thì chỉ có hai thanh niên vừa rồi đấy hay sao ấy. Tôi gọi là tôi đi lại quanh mấy khu này mà không thấy thêm bất kỳ một cái thằng nào luôn ấy. Hình như mấy ông đang trêu đùa tôi hay sao ấy mà tôi đi tìm hoài mà không thấy. Ê, quanh nốt cái căn nhà này mà không thấy người nữa ấy, thì chúng ta sẽ tiến ra khu vực khác cho nó lành mọi người nhá. Chứ gọi là cứ quanh quẩn ở mãi khu này chả thu hoạch được cái gì cả. Mình ấy thì mình chỉ quan trọng trong cái việc đấy là kill được bao nhiêu mạng trong một cái trận đấu thôi. Đấy, thắng hay thua không quan trọng là các bạn là kill được nhiều mạng hay không. Thì đấy là cái châm ngôn chơi game của mình. Anh em thì có vẻ như hơi khác một xíu, đấy là anh em có vẻ như là thích kiếm top 1 hơn. Thế là nhiều ông thì thích chơi theo cái kiểu đấy là đi núp sau đấy là kiếm top, thì tôi không ưa về cái kiểu lối chơi ấy đâu nhá. Ui, vừa nói ca ra chứ gì đã thấy có tiếng súng ở phía dưới cái khu thung lũng rồi. Tưởng hết người mà thế quá là lại lòi ra thêm một thằng nữa anh em ạ. Nào từ từ nhá, tôi sẽ dâng thẳng xuống phía dưới luôn. Nào, nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi em ạ. Hello motherfucker. À đây đây, thế rồi. Nào, căn sọ này, em nhìn bí quyết căn sọ này. Bí kíp căn sọ này, bách phát bách trúng luôn em ạ. Chỉ cần có scope bất đích thôi. Đơn giản lắm em, quá là easy luôn. Đó, em thấy cái gì chưa? Vậy là chúng ta đã có được cái mạng hạng mục thứ hai. Rất là đơn giản luôn. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đã có được cho mình cái con xe gọi là Lamborghini. Tôi vừa nghe thì xuống ở phía trên cái khu thung lũng kia. Thôi xong, lại một cái con bò lạc nữa lòi ra đúng không? Thôi xong, còn này ông chết chắc với tôi rồi, còn này ông sống làm sao được gặp tôi như gọi là gặp chúa rồi. Nào không né, gọi là nhìn thấy tôi mà vẫn cố gắng bắn đâu, gọi là cuộc đời của ông đi mà dĩ vãi là cái chắc rồi không ạ, ông hiểu không? Đây đây đây, đang ngồi lút đồ này. Vừa đấy thì ngồi nổ súng, bây giờ thì ngồi lút đồ, tôi cũng đấy đã ông luôn rồi đấy. Ông chắc là phải ngang đến cỡ bố tôi rồi. Bắn tôi xong rồi đứng yên chỗ, tưởng đứng ở chỗ đấy mà sống sót được à? Ok, UAV quét của người này em ơi. Ui, tôi vừa thấy đầu một thằng nó lòi ra em ạ. Hình như thằng đi lên đây là cũng biết được cái vị trí của mình rồi. Gì đấy, làm là gì bạn ơi? Nào, ăn quả lựu đạn đây, ăn thêm quả lựu đạn đây. Double lựu đạn luôn. Sống không tôi gái? Ê, vẫn sống à? Đâu rồi nhỉ? Đâu rồi? À, đây này, tao thấy bắt đầu mới rồi, dựng một keo luôn. À, thì bạn bắn tôi à? Ui, tôi vẫn vẩy được ông cỡ chục máu nhá. Thấy gì chưa? Tay nhanh hơn não của nó như thế đấy. Nào đây, à, phải trường đơn ngay ơi. Đơn ngay ơi, em sai rồi. Ui dồi ôi, tí nữa thì móm em ạ. Hú hồ luôn. Tí đâu quả đấy là mình nằm đất mất tiêu rồi. May mà thanh niên này là quả đấy là cũng nhảy lên cùng với cả mình đấy. Chứ thằng này mà nó ủ ở trong cái quả keo đấy chắc là mình chịu chết mất. Bây giờ thì mình đang tiến ra cái khu vực khác để đi kiếm thêm người em ạ. Và nếu mà anh em gọi là thấy ở trên cái bản đồ của anh em mà quá là vắng ấy, thì chỉ có những cái khu vực có thính ấy, thì những cái khu vực như vậy thì mới có thể là thu hút được khá là đông kẻ địch thôi. À, thì bây giờ ta tiến ra cái vị trí có thính này thì tỷ lệ có địch là phải lên đến 90% em ạ. Nào, ui, bo đang thu đến nơi, không biết có địch hay không nhỉ, hơi rủi ro em ạ. Mình nghĩ chắc không có rồi. Quả này toàn tính của mình hơi sai. Bò lạc kìa, chạy đâu rồi ôi. Lạc vào đồng cỏ xanh. Con bò này mày phải chết. Ăn lựu đạn đi mẹ, ăn lựu đạn đi. Mày sống làm sao được. Ôi, này tí nữa mà. Này tí nữa có phải dính vào cái quả keo thằng kia không? Nào, ông thích ở lại ở trong, ở ngoài bo đấy thì tôi cũng ở lại cùng ông luôn. Tôi ở lại tôi trêu đùa ông luôn này. Có phải em đang trêu đùa anh đấy không? Dám là thầy đắm hay dám là đắm say. Thằng này nó lì thật đấy anh em ạ. Là bo thu đến đít thế này mà không thèm chạy. Vẫn ở nguyên sau cái quả bóng keo đấy. Mẹ sức sống mãnh liệt đấy. Nào từ từ. Nhưng ông nghĩ ông chạy thoát được khỏi tôi á. Tội của ông ấy là tội chạy ra lúc thính. Đấy là một cái quyết định sai lầm nhất của cuộc đời ông rồi. Nào, không trốn ai rồi cũng sẽ phải ra ngoài cái quả bóng keo thôi. Không ai trốn mãi được anh em ạ.
là chúng ta cứ ở đây chúng ta trêu đùa đấy làm gì. Rõ ràng thì nhìn thấy mình, à đây đây, bắt đầu, ui đây, làm gì ấy, tôi đứng đây, tôi nhảy cho ông xem này, gọi là tôi múa cho ông vai điền quyền này. Nhảy đi, Sky ơi, ông gì á, cứ ở sau cái gốc cây đấy, đừng tưởng tôi không biết nhá, đừng tưởng tôi không biết nhá, rồi chạy không rồi. Cuộc sống của ông chỉ có leo lắt từ cái gốc cây này sang cái gốc cây khác thôi. Ui thường ông lắm cơ. Đã tôi nhảy liên tiếp lên trên này. Ở bên trên này, thằng này nó không làm được cái gì nữa. Ê, đây, mẹ thứ sư mày nữa. Mày cứ liệu hồn đấy nha. Nhưng mà chú nghĩ chú chạy được à? Chú nghĩ chú đang ở bên ngoài cái vùng bong keo đang thu như thế. À cái vòng bo đang thu như thế mà chú nghĩ chú chạy được á? À? Tôi ở trên này tôi thanh thản vãi trưởng em ạ. Và tôi múa quạt chứ khá bảnh. Lì thật đấy, lì đòn thật đấy. À, nó lên kìa. Định bắn mình à? Định bắn mình à? Con non xanh nó bắn đây. Một non mà xanh lắm. Trời ơi. Mặc dù nó không vuốt vào đầu được của ông này ấy, nhưng không sao. Miễn là xử được ông này là đẹp rồi. Của tao ông này vãi trưởng ra, gọi là có cái vòng bo để thu tiến vào mà không chạy được vào. Cứ đợi mình gọi là canh thôi anh em ạ. Thương vãi trưởng luôn đấy. Không chạy đâu được ấy. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục là ra những cái khu vực con thích em nhá. Để xem lần này có người không nào. Ok, rồi ôi em thấy gì chưa, đã bảo rồi là cái tỷ lệ mà em ra những cái vụ có thính ấy là gặp địch là đấy 90% cơ, mà tôi nói đâu có sai đâu, cháu ra cái dự đoán toàn chuẩn đây em ạ. Thấy gì chưa? Ơ địch kia ôi rồi không phải một thằng mà lại ra đâu có thằng cắn trộm phía bên phải bật cái mạng bảo vệ lên đâu rồi, thằng nào dám cắn trộm với anh cả, lao nháo thật sự đấy, không biết là anh đang gọi là xử lý mấy tất cả, gọi là dám phá hỏng câu chuyện này. Ây à, gọi là không vứt được vào đầu nó kìa. Cây với chữ A, thêm lòng nước nhỉ? Thôi xong, chúng ta sẽ xử thế nhiên phía bên trái trước. Còn là tứ phương đều địch này thì làm sao xử hết được. Cứ xử lần lượt từng thằng một trước em ạ. Tâm thẳng với các quả ống kéo trước. Đập lại, nó đây à? Nó đây à, đau anh ơi, đừng làm thế anh ơi, đừng làm em đau. Đau là scout quân nhận ngay, đừng mà làm thế anh hiểu không? Đó, rất là easy luôn. Ê à, lại thanh niên nữa đây rồi. Nãy giờ ông cắn tôi đúng không? Giờ là cái lúc là tôi chạy ra tôi chính sổ với ông giờ này. Cuộc đời ông đi mà dĩ vãi. Á, nó cũng cây em ạ. Á, kìa kìa, nó loài cái chân kìa. Nằm xuống. Khổ thân thanh niên vãi trưởng luôn đấy. Ôi ơi, dựng bông keo là sao, dựng cho sát, cho nó cẩn thận vào ông nhớ. Ôi giời, dựng lòi ra cái chân như thế thì ai mà chẳng bắn được. Tôi làm sửa keo tôi bắn cho không chưa bắn nào em ạ. Khổ thân vãi trưởng luôn đấy. Đó, vậy là hiện tại ở trên bản đồ ta chỉ còn duy nhất 2 thiên nhiên cuối thôi. Chỉ cần xử nốt 2 thiên nhiên cuối là chúng ta đã có thể là giành top 1 trong cái phản đấu ấy rồi em ạ. Là trích tử xung quanh khu vực này ạ. Úi dồi ôi, có một thiên nhiên đang nổ súng nhé em ơi. Đâu, nó đâu rồi? À, thấy rồi. Giời ơi, không phải trốn ông ơi. Tưởng ông ở chỗ nào chứ chỗ này tôi lại lạ quá cơ. Đâu rồi. Dài đi bạn ơi, hình như mình có lựu đạn mà sao phải xoắn nhỉ? Ờ, đúng rồi, từ để tôi mở đạn đấy. Đầu lựu đạn luôn. Nào, ăn liệu đi bạn ơi, ăn thêm của liệu đây. Nào, ăn lo liệu đi bạn ơi. Nào, ui, thằng này dựng lắm mông keo vãi trưởng luôn đấy. Nhà mày buôn mông keo à? Nào, ăn quả liệu chóa nghe. À, mày chết dính rồi. Nó dựng quả mông keo nữa mày em ơi. Quả này hơi khó rồi. Cái đậu xanh thằng này, nhà mày buôn mông keo à? Dựng keo đây này. Nào, xem thằng nào thủ lâu hơn nhá. Xem thằng nào dai dẳng hơn nào, sức sống thằng nào mãnh liệt hơn nào. Nào, tích thì nhích luôn. Úi trời ơi, nó phá mông keo dần kìa. Nghe giống tiếng súng trường của 249 vãi trưởng luôn anh em ạ. Nào để tôi xem nào. Ra đây. Các bạn ơi, bây giờ tôi dùng hết lựu đạn và cái lựu choáng rồi, ngu người quá. Quả đấy biết thế là dùng 1-2 quả thôi, lúc đấy nó ủ lại. Bây giờ ném thằng ấy có phải đẹp không? Khổ thân tôi ghê. À, nó chạy kìa. Lên xe chạy luôn. Giờ sẽ là cái cục đua ai sẽ là người vào bò trước. Ai. À, mẹ tiên sư mày. Tiên sư con chó này. Nó ra bắn mình rồi anh em ạ, ra bắn xe mình à? Nào, mày dám bắn này em ơi. Mày lì đòn này, cái đậu xanh ra muống ấy là chú là nào giữ chỗ nó sống cây nhá. Nó chạy à? Nó chạy kẹo rồi, yếu rồi. Còn trăm máu nữa thôi còn chứ mấy đâu. Ui ra đây. Ra đây. Ôi rồi, chạy đâu. À! Đừng tưởng mỗi ông cũng làm bảo vệ chứ tôi cũng có nhá. Ra đây. Bọn tôi đến nơi rồi, ông chạy được sao? Rồi ôi. Nào, bình tĩnh nha em ạ. Quả này là không ổn này. Ok. Quả này bên chúng ta đây. Nó câu lưu kìa. Ui rồi ôi, định làm cái gì đây?
làm cái gì như bạn đây? Làm cái gì như bạn đây? Dăm ba cọng kẹo ai? Nó lại câu lưu ở mẹ thì xử con lợn lên đây. Nó cứ câu lưu hoài đi. Mày ra đây, mày giỏi mày ra. Mày trưởng cái gì vậy? Đèn quay bạn. Và nếu như mà anh em thấy video mình hay ấy, thì anh em đừng quên là để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để ủng hộ mình anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.